Bộ đầu tiên là bộ lập, chữ lỵ, chữ số 2 là nhật, trữ, chữ cuối cùng là xin, tâm, lập, nhật, tâm, được chữ ỷ trong từ, ví dụ như là rú ỷ, như ý, thống ỷ, đồng ý, ý sự, ý nghĩa, đó. 521, thấu phạm, thấu phạm, các bạn đọc nhẹ nhé, phạm, phạm, thấu phạm, thấu phạm. Chữ thấu bao gồm là hai cái chấm và viết chữ gì đấy? Chữ tả, chữ đại nha. Chữ tả thì không có hai chấm, còn chữ thêm hai chấm vào sẽ thành chữ gì nhé? Chữ thấu. Phạ, các bạn viết bên ngoài xong bên dưới là chữ gì đấy? Bộ hiệu đọc là hiệu. Hiệu, rồi. Tiếp theo, 522 chúng ta có bộ miên, bộ bát và bộ gì? Bộ khuyển. Nhà có 8 con chó, bộ khuyển đọc là chuyển. Nhà có 8 con chó thì là chữ gì nhỉ? Chữ thu, thu trong từ thu rán. Thu rán là đột nhiên. Vậy nhà, bộ miên 8, 3 đó. Chuyển, nhà có 8 con chó thì sẽ là chữ thu. Rồi chữ rán bao gồm bộ nguyệt viết nghiêng, rồi bộ khuyển và bộ chấm hỏa. Bộ chấm hỏa ở đây là nửa nhé. Thế thì cuối tháng chó nướng là đương nhiên đó. Cuối tháng, tháng là chữ nguyệt này, nguyệt là duê là tháng này, chuyển là con chó này, xong là chấm chấm hỏa thì mình gọi là đốt này đó. Cuối tháng chó nướng đấy, thì chó nướng là đương nhiên. Vậy chữ này chữ rán, âm tiếng Việt là nhiên. Ok, thủ rán. Các bạn sẽ gặp chữ rán này trong rất nhiều chữ, ví dụ tăng rán, đương nhiên, tự rán, tự nhiên, đó. Rồi tiếp theo, 523, thú sư quản. Thú sư quản, cùng nhìn vào chữ thú. Bên ngoài là bộ vi, coi như một cái khung. Bên trong là chữ tung trong từ múa, mùa đông. Thú này đứng một mình có nghĩa là bức tranh, vậy là bức tranh có chữ mùa đông. Bức tranh có chữ gì? Có chữ mùa đông thì là chữ thú. Chữ su, các bạn nhớ viết số chấm cuối cùng nhé. Su. Rồi, tiếp theo, quản. Thú su quản có nghĩa là thư viện. Trong đó từ quản, các bạn nhớ em là quản là quán. Quản mà có bộ thực bên cạnh là chữ gì nhé? Chữ miên. Bên dưới thì các bạn nhìn hồi em là chữ quan. Nếu như mà không có bộ thực phía trước là chữ quan, trong từ quan doán là quan viên. Quản đứng một mình là quán. Các bạn có thể thấy được là sẽ có một chữ quan trong từ quan doán, quan viên, và một bộ thực. Vậy là nơi mà quan viên đến ăn cơm thì gọi là phản quản. Phản quản là quán gì? Quán cơm. Các bạn có thể gặp là kha phê quản, quán cà phê, hiểu chưa ạ? Lúy quản, nữ quán là nơi để gì nhỉ? Để ngủ, để nghỉ. Vậy nếu như chữ quản này mà thay bộ thực, không có bộ thực nữa mà bên trên là bộ trúc thì sẽ là ra từ quản trong từ quán lý. Quản lý, quản trong từ cái ống các bạn nhé. Đó, vậy là có 3 chữ. Đầu tiên là quản trong từ cái gì nhỉ? Có bộ thực thì là quán cơm, cái quán. Quản mà có thêm bộ trúc thì sẽ là cái ống, cái ống, cái ống hoặc là quản lý. Còn cái từ mà không có bộ thực nhé, không có bộ trúc thì sẽ là quan, trong từ quan doán, quan viên. Rồi, chúng ta có từ 524, thuể. Thuể có nghĩa là cái đùi, ví dụ chi thuể, đùi gà, chu thuể, đùi lợn. Thuể là bộ nguyệt, bộ nguyệt cộng với đằng sau là một chữ thuể. Thuể trong từ lùi, ví dụ như là thuể xạ, lùi xuống, lùi xuống, đó. Xem phim cổ nhiều vào, tàu thuê xạ, tàu thuê xạ, đi ra ngoài hết đi, lui xuống hết đi. Còn chúng ta có từ thuê này trong từ thuê siêu về gì? Về hưu, đó, thuê trưa, lùi xe nha. 525 chúng ta có hoàn thành, hoàn thành là hoàn thành. Các bạn lưu ý, hoàn mà có bộ miên phía trên cộng với chữ doán là tiền ở bên dưới đó. Thì chúng ta nhớ hộ em là muốn làm xong cái nhà thì phải có gì? Tiền. Vậy là từ này chúng ta có nghĩa là xong. Đó, doán. Ở bên dưới đọc là doán nhá, là có nghĩa là đồng tiền đó. Rồi, miên là gì nhá? Mái nhà. Bên dưới là gì? Doán. Muốn hoàn thành cái nhà thì phải có gì? Có tiền.
Cùng cách đọc với chữ này chúng ta có thêm chữ số 2 là chữ oán. Oán là chơi. Vậy là đằng trước là một bộ vương, đằng sau sẽ là một bộ nguyên. Vậy là đi chơi mà muốn giống như là vua thì phải có gì? Có tiền. Nhớ em là bộ vương đằng trước và chữ nguyên đằng sau. Chữ tiền đằng sau thì sẽ là chữ đi chơi đúng không nhỉ? Chữ truy oán. Oán trong từ chơi. Đó. Đi chơi mà muốn được làm vua thì phải có tiền. Muốn hoàn thành xong cái nhà thì phải có tiền. Vậy là bên trên là chữ nhà, bộ miên. Bên dưới là bộ nguyên thì là xong. Còn đằng trước mà là vua, xong rồi đến chữ tiền thì là gì nhá? Chữ chơi nhá. Quản. Năm 26. Bộ đằng trước là chữ sứ. Sứ là gì? Hòn đá. Từ ghép của nó sẽ có sứ thậu. Sứ thậu. Sứ thậu, hòn đá. Tiếp theo, quản là cái bát nhá. Năm 27, quản dễ rồi. Năm 28, quản chỉ. Quản ở bên trên là bộ vong. Bên dưới là bộ tâm. Chúng ta có hai từ cần nhớ. Khi mà bộ vong đi với lại cái tâm đứng, vậy là tâm đứng xong là bộ vong thì là chữ mó, là bận. Rồi bộ vong mà đi với tâm lớn thì là chữ quảng. Vậy khi chúng ta bận thì tâm nhỏ các em gọi là tâm trạng. Khi mà chúng ta bận quá thì tâm trạng của chúng ta sẽ chết. Và khi mà chúng ta bận quá thì chúng ta sẽ dễ quên. Vậy là nhớ em là vong đi với tâm thì sẽ có chữ mó là bận. Và chữ gì nhỉ? Chữ quên. Vậy là tâm nhỏ thì sẽ là bận. Tâm lớn thì sẽ là quên. Khi mà bận quá thì tâm trạng chúng ta sẽ chết. Và khi mà không có tâm trạng thì chúng ta dễ quên, không làm được cái gì cả. Phía sau là chữ chỉ. Chỉ là chúng ta bộ ngôn. Bộ ngôn với chữ là chỉ. Chỉ trong từ tự chỉ. Chữ chỉ ở đây là chữ kỷ. Ví dụ là tự chỉ ở đây là bản thân mình. Vậy chúng ta nhớ em là chữ chỉ có nghĩa đầu tiên là ghi trong từ ghi nhớ. Ghi lại hoặc là lưu niệm. Ví dụ chỉ xiǎo, dǒu jì xiǎo, dǒu jì xiǎo, đều ghi lại. Nǐ jì zhù le ma? Nǐ jì zhù le ma? Bạn đã ghi nhớ chưa? Ok, wǒ jì zhù le. Wǒ jì zhù le, tôi nhớ rồi. Năm 29, wěi trong từ yīn wěi, bởi vì. Từ này có thể đọc là wěi đó mình nhá. Ví dụ rén wěi. Wǒ rén wěi. Wěi. Hoặc là wě. Wě trong từ gì nhỉ? Rén wě. Wǒ rén wě. Wǒ yǐ wě. Wǒ yǐ wě. Tôi cho rằng. Wǒ rén wě. Tôi cho rằng. Đó. Wě thì các bạn có thể thấy được là trong từ yīn wě. Yīn wě suō yǐ. Bởi vì cho nên. Yīn wě. Đó. Năm 30 cũng đọc là wě lợ. Wě lợ là vì để một cái gì đó. Năm 31. Wei, đây là vị. Ví dụ như chúng ta có bộ nhân đứng cộng với chữ gì nhỉ? Lập. Bộ nhân đứng cộng với chữ lập thì ra chữ Wei trong từ chỉ người, lịch sự. Zhe wei xian sheng, zhe wei xiao jie, zhe wei, vị này đúng không nhỉ? Ge wei hao, ge wei nín hao, ge wei nín hao. Xin chào các vị đúng không nhỉ? Ge wei. Wen hua, wen hua, wen hua, văn hóa. Năm 32, văn hóa, văn hóa. Vậy chúng ta nhớ nhé, hoa, hoa này mà đứng một mình có bộ thảo đọc là hoa, hoa, thảo thì sẽ là bông hoa. Động từ là tiêu tiền, tiêu thời gian. Hoa tiền, nǐ huā duòshǎo qiān, nǐ huā duòshǎo qiān, bạn tiêu bao nhiêu tiền? Wǒ huā yì bǎi yuán, tôi tiêu 100 tệ. Y bãi khoải, ok. Vậy khoa mà có cỏ thì là gì nhỉ? Bộ thảo bên trên á, thì là khoa trong từ bông hoa học là tiêu tiền. Khoa sứ chiên, tiêu thời gian. Còn 33, si, si trong từ tông xị, đông tây, hoặc là đồ vật. Vậy tông si nán bảy, đông tây, nam bắc. Thì từ si này nếu mà có một nét ngang ở bên trên nữa, ở bên dưới đó, dưới cái bộ nhi chúng ta có nét ngang thì nó sẽ là bộ dậu. Bộ dậu có nghĩa là giờ dậu từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Các bạn nhớ bọn em, bộ dậu mà thêm bộ thủy ở phía trước thì sẽ ra chữ chiểu. Chiểu trong từ rượu. Ví dụ chiểu tiền. Chiểu tiền là khách sạn gì nhá? Khách sạn đẹp á. Ta chiểu tiền. Khách sạn nha. Rồi ví dụ hưa chiểu. Uống gì? Uống rượu. Nó phí chiểu. Bia, khí chiểu là bia. Cứ nhớ em là chiểu là gì? Là rượu nha.
Năm ba năm, xí sầu chén. Xí sầu chén. Xí, tạm thời bỏ hộ em bộ thủy đi. Thì đây là chữ xiên. Trong từ xiên sinh, tiên sinh. Xiên này đứng một mình có nghĩa là trước. Ví dụ như là, 我先走了, tôi đi trước đây. 你先吃吧, 你先吃吧, bạn ăn trước đi. Vậy, xiên mà thêm bộ gì ạ? Bộ thủy đằng trước thì là chữ xỉ. Xỉ, ví dụ xí sổ là cái gì? Cái tay, các bạn đừng quên sổ là phải viết phẩy trước. Đâu nhỉ? Từ bên phải qua bên trái, sau đó mới viết hai nét ngang. Từ trái qua phải, xong là móc lên. Sổ, đừng viết sai quy tắc nhé. Xí sổ là rửa tay. Chiên, xí sổ chiên. Chiên ở đây chúng ta có nhớ là bên ngoài là bộ gì nhỉ? Bộ gì? Bộ môn là cái cửa. Vậy là ở cái cửa mà có cái then á, cái then ở trên đầu ấy, đọc là mến. Trong từ ví dụ khai mến, mở cửa. Bên trong là bộ gì? Bộ nhật. Vậy nhớ em nhá, khi mà chúng ta không biết thời gian là mấy giờ thì chúng ta sẽ nhìn về phía mặt trời, đúng rồi, nhìn qua cửa về phía mặt trời để biết bây giờ là mấy giờ. Chữ gian này có hai ý nghĩa. Gian trong từ thời gian, thời gian, và gian trong từ gian phòng, phóng chiên. Vậy xí sổ chiên là cái gian phòng dùng để rửa tay, có nghĩa là gian phòng dùng để đi vệ sinh luôn. Vậy là nhà vệ sinh. Vừa em nói xí chảo viết như nào? Xí này, xong chảo là gì? Là chảo, tắm được thì phải có bộ gì? Bộ thủy là nước. Đấy, tắm được sẽ có ba cái mồm, ba bộ khẩu, 1, 2, 3 cái mồm. Xong ở bên dưới là cái thau bằng gỗ. Vậy là tắm là cái việc là ngồi ở trong một cái bồn gỗ, bên trên nó có ba em rội nước. Đấy, bên ngoài nó dội nước vào. Bộ thủy này, ba cái mồm, ba em, xong là cái thau bằng gỗ, xong rồi hết từ năm 3 năm nhá. Ô, từ năm 36 chính là từ xí chảo. Đấy, xí chảo.